Rồi, nổ máy cho nghe thôi. Ờ, máy êm không? Thôi rồi. Hả? Dạ. Tao hỏi mày máy êm không? Êm. Ờ, hỏi máy êm không? Nó kêu không. Má, nó thằng này thiệt. Máy này đúng là êm như cháu chết luôn á. Rồi, vậy là đây, nẹt bô cho các bạn nghe. Rồi, em ru cái này mua hãng không tới nên là không thay nha. Cái nào à? Cần đăng ca mày dặn anh à. Rồi, vậy là cảm ơn mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Rồi, chào 500 em YouTube. Hôm nay sẽ tiến hành là chuyển máy xe Exeter 135 4 số. Con tay bảo dưỡng zin toàn bộ không làm đổ. Và chuyển máy bảo dưỡng zin, kiểm tra bình xăng, kiểm tra điện. Điện thì em không có làm, nhưng mà nhờ em kiểm tra thì em kiểm tra được, em bỏ cho người ta làm. Mình nói rõ luôn. Rồi thay nhông sinh dĩa nè. Kiểm tra bật công tắc lên lúc có điện lúc không nè. Chạy máy làm zin nè. Kiểm tra bình xăng ánh mới thay mà chảy xăng nè. Cái bình xăng này nó có hai lỗ nha các bạn. Một là thị trường đang bán giờ, người ta nói là chính hãng Honda Thái Lan. Hai là trong hãng bán, thì trong hãng bán là 4 triệu mấy á. Còn mấy cái này là mình kiểm tra hiện trạng trước của chủ xe là phải gãy trước thôi, trước khi mình mở thôi. Đó, rồi chào mọi người, giờ tiến hành mở đây. Rồi chào 500 em vui em. Bây giờ mình chuyển máy xe này ra, xe này có làm máy rồi. Đó. Do này cũ thì người ta ép lại. Bây giờ mình sẽ thay luôn. Hồi đó giờ mình không bao giờ mình ép tay, mình thay tay giòn hết. Bật đèn máy mình sẽ thay. Rồi sau khi mình rửa sạch sẽ bộ số, mình sẽ kiểm tra bộ số cho chủ xe nha. Rồi. Đầu này là bể luôn rồi. Bể cái đầu luôn. Đầu này là thay cái đầu mới luôn rồi. Tại vì xe zin thay đầu mới cho nó ngon. Phó nước, bể phó trong nước. Này mình bắn ra các bạn sẽ thấy rõ không? Nồi đang đi nồi gì? Dĩa đà. Rồi bít tông. Bít tông là sọc luôn nè. Cò này xe zin không biết đó có làm độ gì mà mài cặp cò nè. Đầu do là nở đầu răng nè. Lá bố đang đi, lá bố zin này luôn. Lá bố ở đây đi, lá bố zin nè. Rồi, kiểm đồ xong, bắt đầu đáp nè. Rồi, chào 500 em YouTube. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đáp máy Exeter 135 4 số. Xe này thiệt hại nhiều quá các bạn. Bây giờ đầu tiên giới thiệu các bạn luôn là zin mình sẽ thay tay STB, Axion Viso nè các bạn. Cái thương hiệu Viso là một thương hiệu rất là nổi tiếng, cao cấp nè. Không, các bạn chắc chắn là sẽ biết. Bạc đạn máy là mình đã thay bạc đạn hết. Cái lóc máy anh Tí giấu ở đầu mất luôn rồi. Rồi đợi mình đi lấy luôn rồi anh em. Đồ quá lá lồn ghê. Đó, anh rửa sạch sẽ là anh thay bạc đạn mới đồ hết. Anh vô nhớt vô đồ nè các bạn. Rồi là xong nè. Bây giờ máy xe đời này á là rất là lâu năm rồi. Bắt đầu mình phải kiểm tra bộ số. Thì camera có thể tới đây. Số xe này là tan nát rất là nhiều nè. Thấy không? Dập mà khuyết nhiều luôn. Quá nặng luôn. Đó, thì bây giờ đợt này đang dịch Covid cho nên đồ Thái giờ rất là khó, thì không còn số xe bắt để thay cho anh em nữa. Thì mình mua lẻ từng cái nhông hãng mà mình thay. À. Hai bên số đều hư hết. Đó, thì bây giờ mình mua lẻ nhông hãng nè. Mắc in Thái Lan nè. Đó, mắc in Thái Lan nè. Mình mua lẻ nhông hãng cũng của Thái luôn. Rồi, đó. Mình mua đồ Thái hết. Thì để mình thay vô cho anh em. Rồi. Xong. Là phần xong phần bụng zin đi. Qua phần nồi. Qua phần nồi thì mình sẽ thay lá sắt lá bố mới cho em trai nè, xài lá sắt lá bố chính hãng nè. Mình canh lại cái nồi theo ý mình nè. Sơn cam mình xay một sợi sơn cam hãng nè.
là xong phần nồi, xong phần sơn cam. Nhưng mà xe này chủ xe kêu mua cái cần Amaya nữa thay cho chủ xe, giờ không biết mua có hay không luôn nè các bạn. Rồi là xong, giờ qua cái lồng nè, trái nè, bạc nè, đó, rồi cái lát zin nè. Khi mà thay như vậy là phải thay thêm cái áp bê tông mới nữa nè. Đó, đây là giấy thấm dầu của hãng. Rồi xong rồi bắt đầu cái này mình sử dụng một tăng cam CNC nha. Tiếp đến là qua cái đầu nè, đầu mình thay nguyên bộ đầu bò mới nè, đầu bò cũ bể mình đã quay clip cho các bạn coi rồi đúng không. Rồi xong nè, bốn phốt số bắp hãng nè, phun đồ hãng, phốt bơm nước hãng nè, cố bơm nước hãng nè, phốt nhông đạp hãng nè, cặp cò mới luôn nè. Đó, rồi rong nồi rong lửa hãng nè. Vậy là xong, giờ tiến hành gắp máy. Thì xe này chủ xe kêu là xe bị chảy xăng dư, với lại dặn mình cái gì nữa lấy mình coi nhắn mình làm cho chủ xe. Rồi vậy là chào 500 em YouTube nha. Rồi chào 500 em YouTube, thì đây là máy xe Exito của em trai mình chỉ lần thứ 2. Ngày 18 tháng 11 3 giờ chiều. Chỉ lần thứ 2 nha các bạn. Chỉ ra xe này mình ráp lên rồi nổ máy không êm, mặc dù thay nguyên đầu mới, cam cò đồ mới hết. Nhưng mà trong quá trình ráp vẫn trục trặc, giống như là cái xe không êm tuyệt đối. Giống như là những cái xe mình hay làm, những cái xe mình hay làm thì rất là êm. Thì cái xe này người ta đã có làm một lần rồi, thì giờ mình phải kiểm tra tất cả những chi tiết, ngay cả những cái acro này mình cũng phải kiểm tra lại luôn. Nó sẽ rất là khó khăn, chứ không phải các bạn cứ nghĩ là mình làm một cái xe là sẽ nhanh gọn lẹ rồi đâu không. Cái đau đớn lắm nha. Anh Tý bấm đề lại thôi. Bây giờ đang 4:30 chiều, anh David với em ráp lại cái xe nổ êm ái rồi các bạn. Đâu Tý, biểu diễn thôi Tý. Chỗ đó đó, giờ xe nó êm nè. Bữa ráp lên thì cái xe nó không có êm, cho nên là anh Tý canh đầu lòng đâu, rút ra vô mấy lần? Đầu ra cả chục lần á. Rút ra vô gần chục lần rồi, đổi mấy cái lòng? Đổi ba cái lòng. Hai lòng mới, cái lòng cũ vô xe. Lòng mới với một lòng cũ vô xe. Cũ vô xe mà xe khác nha, xe đang nằm dưới đất á. Đó. Đó. Giờ là êm ái hết rồi nè, giờ anh Tý thay xin thay phốt mới rồi vô đầu ráp hết giao xe cho anh ta nè. Đó. Quá êm. Rồi chào 500 em YouTube. Bây giờ xe ẹt này cuối cùng mình đã làm xong. Máy chẻ hai lần. Bánh là canh bánh sau lại dùm chủ xe luôn. Rồi qua đây đi từ từ qua. Thay bộ nhôm sinh dĩa tay cua niển 7075. Giá 1.6 triệu. Chẻ máy là 12 triệu. Bỏ rửa dùm luôn. Tổng số tiền làm là nhiêu? Dẫn cái tay lên vậy nè để khỏi. Tổng số tiền làm là nhiêu tiền? 15.465.000. Rồi bây giờ là chạy thử thấy làm sao? Ok. Rồi vậy là chưa ok đâu nha, đừng ok. Quan trọng là đi 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng sau luôn. Mà rảnh thì qua anh canh chỉnh lại là một. Mà không bị gì hết thì khỏi còn qua. Mà đi mà 7-8 tháng sau mà có bị gì á thì cũng cứ qua bình thường. Rồi ngon hay không ngon á là mấy tháng sau mới biết. Hiểu không? Chứ không phải chạy vòng biết được đâu. Hiểu không? Rồi nổ máy cho nghe thôi. Máy êm không? Không à. Hả? Dạ. Tao hỏi mày máy êm không? Êm. Hỏi máy êm không? Nó kêu không. Má nó thằng này thiệt. Máy này là đúng là êm như chó chết luôn á. Rồi vậy là đây nẹt bô cho các bạn nghe. Rồi em ru cái này mua hãng không có nên là không thay nha. Cái nào à? Cần tăng ca mày dặn anh nè. Rồi vậy là cảm ơn mọi người, chào tạm biệt mọi người. Rồi cho mượn chụp một cái nhớ.